Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Bài hôm nay học về thiền tuệ phân biệt sắc quẩn, sắc quẩn rupa. Thiền tuệ thì có 16 cái bước thực hành thiền tuệ. Cái bước đầu tiên là danh sắc phân tích trí, thế là cái trí tuệ để mà thấy được danh và thấy được sắc, thì là cái tầng tuệ đầu tiên thấy được các cái pháp chân đế. Đến cái tuệ là thứ hai là phân tích nhân duyên, tuệ thứ ba là thẩm sát tam tướng, cứ như thế cho đến tuệ đạo tuệ quả. Thì cái khởi đầu của thiền tuệ là cái sự thực hành phân tích sắc quẩn, danh và sắc. Thì sắc ở đây là thuộc về vật chất, còn danh là thuộc về cái lĩnh vực tinh thần. Thì cái mà bằng vật chất ấy thì nó có hình sắc, nó có hình dáng, nó có màu sắc, cho nên gọi nó là sắc. Các cái sắc, tất cả những cái gì mình có thể thấy được, mình có thể đụng chạm được, nhìn những cái đấy nó thuộc về sắc. Nhưng mà những cái mà mình nhìn bằng cái hình tướng ở bên ngoài, bằng cái vật chất ở bên ngoài thì nó cũng là sắc, nhưng mà cái sắc đấy của nó là cái sắc thô. Còn mình nhìn bằng cái trí tuệ để mình thấy được cái sắc vi tế của mình. Và cái mà mình nhìn thấy được ở đây là những cái hình sắc, nó có cái hình dạng to lớn. Và khi mà mình nhìn bằng trí tuệ để mà thấy được cái mức độ chia chẻ ra, tức là những cái hình sắc mình có thể chia chẻ, mổ xẻ, phân tích nó ra để nó trở thành những cái dạng vật chất nhỏ bé nhất. Và những cái hạt nhỏ bé nhất như vi trần ấy, nhỏ như những hạt vi trần ấy, thì những cái hạt đấy được gọi là sắc, hay gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn là khi mình đã phân tích sắc đạt đến cái mức tận cùng của nó và nó không thể chia sẻ thêm được nữa thì gọi là sắc uẩn. Thì tất cả cái mục đích thực hành thiền tuệ đều là để cho mình tuệ chi được một cái sự thật tột cùng của các pháp hữu vi. Tất cả những cái pháp gì nó có sự hiện hữu, dù nó nhỏ bé nhất, thì mình phải dùng cái trí tuệ để mà tuệ chi được nó, để mà thấu hiểu được cái sự thật tột cùng của nó. Khi mà thấy được cái sự thật tột cùng của các pháp hữu vi thì mới thoát khỏi cái sự tưởng chi sai lầm, tức là những cái tưởng chi sai lầm, những cái tưởng chi mà gọi là điên đảo tưởng, những cái mà mình nhìn bằng mắt thường thì nó sẽ sinh ra tưởng chi. Thì mình chấp trước vào cái hình dáng, vào cái hình thức bề ngoài của nó. Còn với cái trí tuệ thì thấy rõ được cái bản chất thật sự tột cùng của nó. Cho nên cái trí tuệ ở cái pháp thực hành thiền tuệ là để hiểu được sự thật, để thấy được sự thật, thấy được các cái sự thật ở cái mức độ tột cùng của nó. Tuệ chi sắc uẩn là cái pháp khởi đầu, bởi vì sắc uẩn nó là những cái vật thô, nó có thể dễ dàng thấy được, mình có thể thấy được bằng mắt thường, mình có thể nghe được những âm thanh, ngửi được cái mùi, nếm được vị, đụng chạm được đến những cái vật chất này. Thì bây giờ mình có thể dùng cái trí tuệ để mà thấy nó ở một cái mức độ nhỏ bé nhất. Sắc là chỉ cho tất cả những gì thuộc về vật chất. Vật chất khi nhìn bằng con mắt thường thì nó có nhiều hình dạng khác nhau, như đẹp, xấu, cao, quý, có, hạ, nỉ. Khi mình nhìn bằng mắt thường thì sắc nó sẽ
nó có hình dáng đẹp, có hình dáng xấu. Thì những cái gì mà có hình dáng đẹp thì mình lại sinh ra những cái tình cảm ưa thích, ham muốn. Còn những cái gì mà nó có cái hình dáng xấu thì mình lại sinh ra một cái tâm lý chán ghét, khó chịu. Thì đấy là mình bị những cái ngoại cảnh ở bên ngoài nó tác động, nó chi phối, nó dẫn dắt, nó làm cho cái tâm của mình khởi lên các cái tâm trạng khác nhau. Tức là mình bị dao động bởi cái cảnh trần, là chính là vì mình bị những cái hình thức ở bên ngoài của sắc nó mê hoặc. Thì cái gì ở trên đời này nó cũng là sắc hết, nhà cửa, vàng bạc, tất cả những cái về thân thể con người, thân thể mà con người ở bên ngoài, cho đến những tất cả những cái dạng vật chất khác, nó chỉ là cái sự kết hợp của các cái sắc lại với nhau, của các cái sắc pháp lại với nhau mà nó tạo thành những cái hình tướng đấy. Và từ những cái hình tướng đấy nó mê hoặc chúng sinh. Cho nên khi nào mình thấy được sắc tức thị không thì lúc đấy là đạt được đến cái sự giác ngộ và giải thoát khỏi sắc. Thì khi mà chia trẻ sắc ở cái mức độ tột cùng, sắc mà được đem ra chia trẻ ở cái mức mà nó tột cùng nhỏ bé nhất ấy, thì nó sẽ có 8 yếu tố. Đó là nó có đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, tướng, chất. Trong đó 4 yếu tố đất, nước, lửa, gió là nền tảng căn bản, hay còn gọi là 4 đại trục. Và những yếu tố khác nương tựa ở trên nó thì gọi là các y đại sinh. Bây giờ tất cả mọi cái vật chất khi mà nhìn bằng con mắt thường thì nó có nhiều cái mình sẽ thấy, mình phân biệt nó ra thành nhiều cái chủng loại khác nhau. Đây là thân thể con người, đây là núi sông, đây cái này nó là nhà cửa, cái kia nó là kim loại, cái kia là đất, cái này là nước. Thế thì phân đấy là nhìn bằng cái con mắt thường thì nó có nhiều cái chủng loại sai biệt như vậy. Nhưng mà để mà nhìn bằng con mắt tuệ thì nó khi mà mình chia trẻ cái vật chất đấy ra đến mức tột cùng thì trong tất cả mọi thứ nó chỉ là đất, nước, lửa, gió hết. Cái gì nó cũng là đất, là nước, là lửa, là gió, không có phân biệt ra thành nhiều cái chủng loại khác nhau nữa. Cho nên là trong cái sự tuệ chi được vật chất, giống như là một cái người mà mình lấy một cái đầu sợi tóc, lấy một cái đầu sợi tóc trẻ nó ra thành 100 phần. Sau đó thì mình lại lấy một phần 100 đấy, mình lại trẻ nó ra thành 100 phần nữa. Rồi lại lấy một cái phần 100 đấy lại trẻ nó ra thành 100 phần nữa. Mình cứ chia trẻ trẻ nó như thế cho đến mức khi nào mình không còn thể trẻ nó ra được nữa. Thì cái lúc đấy nó sẽ trở thành một cái dạng vật chất nhỏ bé nhất, nhỏ bé đến mức tột cùng. Thì bắt đầu lúc đấy mình mà không thể nào chia trẻ ra được nữa thì lúc đấy nó mới là một cái hạt sắc, nó gọi là lúc đấy nó mới trở thành những cái hạt sắc pháp hay là những cái hạt vi trần, những cái vật chất mà nhỏ mà mắt thường không thấy được mà cần phải dùng trí tuệ để thấy. Thì trong những cái hạt sắc đấy thì nó chỉ có những cái đặc tính của đất, nó có đặc tính của nước, của lửa, của gió. Vì ở trong cái hạt vật chất đấy, bất cứ nó là một cái loại gì thì nó cũng có cái tính cứng, tính mềm của đất, nó có cái tính chảy và kết dính của nước, hay nó có tính nóng, tính lạnh của nhiệt độ, hay nó có cái tính đẩy của gió, nó đều có những cái đặc tính đấy. Thế cho nên gọi nó là đất, nước, lửa, gió. Và ngoài ra nữa thì nó còn có thêm có màu sắc, bởi vì nó là vật chất cho nên nó có màu sắc. Mỗi một cái thì nó có cái màu sắc riêng của nó. Nó có mùi vị. Nếu mà mình ngửi bằng mũi thì nó sẽ thấy cái mùi của nó. Mình nếm vào thì mình sẽ cảm nhận được cái vị của nó. Và trong nó sẽ có những cái tính dưỡng chất, những cái dưỡng tất để duy trì cái sự sống của nó. Cái dưỡng chất nó để nó duy trì cái sự tồn tại của nó. Đấy, thì ở trong những cái hạt sắc nhỏ bé nó có 8 cái yếu tố đấy, nó không thể nào tách rời.
đã có vật chất là phải có đầy đủ 8 cái yếu tố này. Thì trong đó 4 yếu tố được gọi là 4 đại chủ, là nền tảng, là nền tảng này. Đó là đất nước lửa gió, được gọi là 4 cái đại chủ. Nó nương ở trên đấy và các cái đại khác nó mới sinh. Các cái tâm khác, các cái sắc khác, nó nương ở trên 4 đại chủ này nó sinh. Có 24 sắc y đại sinh, 24 sắc y đại sinh, trong đó có 5 sắc thần kinh, 5 sắc thuộc về 5 sắc thần kinh ấy, là những cái nơi mà nó nương tựa của các cái tâm thức, các cái thức, các cái tâm thức của con người nó trú ở, nó nương và nó dựa vào 5 cái hệ thần kinh hay cái sắc thần kinh này nó mới sinh khởi lên được. Đó là nó có nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc. Thì đấy gọi là 5 sắc thần kinh. Nếu mà một cái người mà có cái nhãn tịnh sắc tốt thì là cái nhãn thức nó sẽ mạnh mẽ. Nhưng cái nhãn tịnh sắc đấy thì nó là cái nơi đương trú cho nhãn thức, nó mới có thể thấy được những cái cảnh sắc. Nhĩ tịnh sắc này là nơi đương trú của nhĩ thức, nó có cái tâm thức để nó nghe được âm thanh. Thì định sắc là nơi cái nương trú của thiệt thức, là cái nơi mà nó có thể nếm được vị. Và thân tịnh sắc thì nó ở khắp toàn thân, và cái nơi đấy là cả cái thân thức, khi mà mình đụng chạm vào bất cứ chỗ nào trên thân mình cũng có thể cảm nhận được. Thì đó là có thân tịnh sắc, năm sắc thần kinh nó quan trọng nhất ở trong cái thuộc về năm căn của con người. Còn ngoài ra thì năm cái sắc này nó lại hướng đến năm cái cảnh hay là năm cái đối tượng ở bên ngoài. Đó là cảnh sắc, những cái gì mà có màu sắc mà mắt có thể thấy được, cái nhãn thức nó có thể thấy được, thì cái đấy được gọi là cảnh sắc. Mà nó có cảnh thanh, những cái gì tai có thể nghe được gọi là cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc. Thì tất cả những cái này nó cũng thuộc về sắc. Đó là những cái sắc này là đối tượng của các cái căn ở bên trong của cái tâm thức. Có hai loại sắc giới tính, đó là sắc giới tính nam và sắc giới tính nữ. Và ngoài ra còn có sắc nữa, là một loại sắc dưỡng chất. Là cái dưỡng chất là cái mà dinh dưỡng, cái chất dinh dưỡng để nó duy trì cái sự tồn tại của sắc. Nó sắc mạng căn. Sắc mạng căn là cái sắc để nó bảo vệ cái mạng sống của sắc. Cái cứ bất cứ trên thân thể của chúng sinh hữu tình có tâm thức là sẽ có cái sắc mạng căn. Sắc mạng căn là nó duy trì sự sống. Nên là cái người nào chết thì người ta gọi là người đó được gọi là mất mạng, là mất cái mạng căn, là cái sắc linh hoạt nó bị mất. Cho nên là khi người chết người ta không còn cái sự linh hoạt nữa. Còn bất cứ trong cái sự sống của những chúng sinh nó đều có cái sự linh hoạt. Chứ một cái người còn sống không thể nào mà nằm im không nhúc nhích được. Bởi vì cái sắc mạng căn thì lúc nào nó cũng có cái sự linh hoạt thôi, có cái sự sinh sôi, có cái sự sống ở trong này. Và một cái sắc nữa là sắc trái tim. Sắc trái tim thì nó là cái nơi cư trú của ý thức, tất cả những ý thức của mình nó đều sinh khởi từ cái sắc trái tim này. Ngoài ra thì còn có thêm 10 cái sắc không thực, là các cái trạng thái của sắc thực. Những cái sắc trước thì là những cái sắc không thực, và những cái sắc này là nó từ những cái sắc thực ấy nó sinh ra cái trạng thái khác nhau. Thứ nhất là sắc hư không giới, sắc đao giới. Thế là trong giữa các cái sắc nó có những cái khoảng không, nó có những cái khoảng cách với nhau. Thì cái đấy nó gọi là hư không giới. Nếu trong thân thể của mình nó có những cái khoảng không, có những cái khoảng không ở bên trong người mình, thì cái đấy được gọi là sắc đao giới. Sắc biểu chi là có thân biểu chi và khẩu biểu chi, là những cái cử chỉ ở trên thân. Khẩu biểu chi là thuộc về lời nói. Còn có sắc nữa là sắc chuyển đổi, như là sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. Sắc khinh là cái tính nhẹ nhàng của sắc, nhu là tính mềm mại của sắc,
sắc thích nghiệp là cái sự mà cái sắc nó có thể thích nghi được. Và có sắc nhưng mà nó có những cái tướng trạng như là mới sinh ra cái sắc mà nó có thể tiến triển, tức là nó trưởng thành, là sắc nó biến dị, là nó bị đang chuẩn bị hủy hoại, và đến một cái sắc nữa là sắc nó diệt, là sắc nó chết. Thì đấy là gọi là 28 loại sắc này là đối tượng cần phải tuệ chi đối với một cái thiền sinh mà thực hành thiền tuệ. Thực hành thiền tuệ là cái bước đầu tiên là sẽ tuệ chi là 28 cái loại sắc này. Thì bây giờ lại hỏi là tại sao lại phải phân biệt 28 cái sắc này làm cái gì? 28 cái sắc này để làm cái gì? Được cái lợi ích gì? Vì cái mục đích gì mà mình lại cần phải phân biệt 28 cái sắc? Thì cái sự phân biệt sắc cái nó là một cái pháp nó rất là vi tế, và nó chỉ có những ai mà đã thực hành đắc được thiền rồi thì mới phân tích được nó, mới thấy được nó. Cái người nào mà phân biệt được sắc cũng là một cái người đã bắt đầu thấy được pháp. Đây là các cái pháp mà đi đến giải thoát, pháp đi đến niết bàn, và cái pháp này nó đạt được đến cái sự giác ngộ. Cái người nào mà phân tích được sắc này cũng là cái người lúc đấy mới thấy được các cái sự thật. Các cái sự thật nó, bởi vì tất cả những cái mà mình thấy bằng mắt này nó không thật. Những cái gì mà mình tuệ chi được ở bằng cái pháp thiền quán này nó mới là thật. Cho nên là cái người nào bắt đầu phân tích được danh sắc này thì mới được gọi là người có chánh kiến, chánh chi kiến ở trong bát chánh đạo. Nhưng chứ còn kể cả mình có học thuộc lòng hết cả tam tạng kinh điển thì cái đấy thì mình mới chỉ được gọi là một cái người có chánh kiến thuộc về thế gian thôi, chứ chưa được, chứ mình chưa có cái chánh kiến thật sự. Nên mình mới gọi là có cái chánh kiến tương đối, bởi vì mình có hiểu biết cái sự đúng sai phải trái chánh tà trên khái niệm, trên ngôn ngữ, chứ mình chưa thực sự, cái trí tuệ của mình chưa thực sự thấy được cái sự thật. Ví dụ như là mình được tất cả mọi thứ là vô thường giả tạo, nhưng mà mình học thì mình biết là như vậy, nhưng mà mình thật sự không có thấy được như vậy. Nhưng mà một cái người mà thực hành đến khi mà mình tuệ chi được các cái sắc pháp này thì lúc đấy được mình mới được gọi là thật sự là thấy các sự thật, và lúc đấy cái chánh kiến nó mới thật sự là được viên mãn, mới thực sự là bắt đầu thành tựu, mới lúc đấy mới cảm nhận được đây mới là sự thật. Còn những cái mà các cái giác quan của mình nó cảm nhận hàng ngày là không thật. Cho nên là chúng sinh đang sống trong một thế giới ảo, sống ảo, sống bằng những cái pháp chế định ở thế gian, chế định là cái này là đẹp, mà quy định cho cái này phải, con người phải sống như thế này mới đúng, con người là phải làm cái việc này, đặt ra những cái luật lệ, đặt ra những cái tục lệ, đặt ra những cái tập quán. Mỗi một vùng, mỗi một miền, mỗi một cái đất nước thì mình lại có những cái phong tục tập quán khác nhau, có cái cách sống khác nhau, có cái sự nhìn nhận, có cái hiểu biết, có cái nhận thức khác nhau. Thì đấy nó chỉ là cái tưởng của con người, cái ảo tưởng. Thì khi mà một người chưa thấy các sự thật thì mình chỉ sống ở trong một những cái pháp chế định ở thế gian, nó chỉ là cái sự sống ảo vậy thôi. Còn khi nào một cái người có thực hành thiền, chứng đắc được thiền và tuệ chi được các cái pháp chân đế này, lúc đấy mới được gọi là cái người đấy đang thấy được các sự thật. Thấy được các sự thật. Vì vậy cho nên là cái thiền tuệ, người mà đã phát triển được thiền tuệ là cái người đấy sẽ từ từ đi đến giải thoát, đi đến niết bàn, đi đến giác ngộ chân lý. Vì hàng ngày mình sống chung với sắc nhưng mà mình lại không hiểu về sắc. Đó là cái lý do mình cần phải thực hành cái phân biệt sắc. Hàng ngày mình sống sắc, thân mình là sắc này, mình có hiểu gì về cái thân này không? Tất cả những cái vạn vật mà bên ngoài mình nhìn thấy bằng mắt này, nó là sắc đấy, nhưng mà mình có hiểu biết được cái sự thật của nó là gì không? Mình thường thường là như thế, mình sinh ra cũng vì sắc, chết đi cũng vì sắc, tham đắm sắc, bị sắc trói buộc, bị sắc sai khiến. Bởi vì cái hình tướng ở bên ngoài mình chỉ sống với cái giả tướng của sắc này, cho nên là mình
sắc này nó trói buộc, bị sắc này nó mê hoặc, bị sắc này nó làm cho điên đảo đầu óc. Vì sắc mà mình tạo ác nghiệp, vì sắc mà đọa địa ngục, vì sắc mà làm ngã quỷ súc sinh. Thì hàng ngày cũng vậy, mình chỉ chạy theo sắc, sống chốt đời chạy theo sắc. Vì cái gì nó cũng mình thấy cái đẹp của nó, ví dụ mình mong muốn có cái nhà đẹp đấy là mình đang chạy theo cái ảo tưởng của sắc. Mình thấy mình cần có quần áo đẹp, có nhà cửa đẹp, có vàng bạc, hay là có tiền tài, có xe cộ, có tất cả những thứ vật chất, có người đẹp, rồi là có tất cả những cái đấy, nó đều là những cái ảo tưởng của sắc, những cái giả của mình đang bị cái giả tạo của sắc nó mê hoặc. Vì mình không hiểu gì về sắc cho nên mình mê hoặc. Hàng ngày mình chăm chút cho cái sắc thân của mình, đấy cũng là một cái ảo tưởng của mình. Vì cái thật sự là cái sắc nó rất là xấu xa, nó rất là hôi tanh. Nhưng mà mình cứ tìm mọi cách để mà che đậy nó đi, để phơi bày ra những cái thật, những cái mà mình cho nó là xinh đẹp, nhưng mà thực sự là nó không có cái sự xinh đẹp thật, mà đó nó chỉ là một cái là cố tình tạo ra cái ảo giác thôi. Vì sắc mà tạo ác nghiệp, mà đọa vào địa ngục. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn yêu quý sắc, chiều chuộng sắc, làm nô lệ cho sắc một cách ngu ngốc. Vì không hiểu sắc, không tuệ chi được bản chất thật sự của sắc nên mới khổ đau. Mình chìm đắm ở trong sinh tử bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, cũng là vì mình không hiểu được sắc, không tuệ chi được sắc, không cho nên là mới bị sắc nó mê hoặc như vậy. Một cái vị thiền sinh hành thiền ấy, để phân biệt sắc là phải dùng cái ánh sáng của trí tuệ được sinh khởi từ tâm có định, và đi sâu vào phân tích các cái sự vật để thấy được bản chất tối hậu tột cùng của vật chất, đó là những cái hạt vi trần hay sắc pháp sinh lên rồi lại diệt đi không ngừng nghỉ. Khi mà thấy được những cái sự thật tối hậu ấy thì vị thiền sinh ấy sẽ tỉnh ra được những cái điều quan trọng. Khi mà mình thấy được những cái sự thật tối hậu đấy rồi thì lúc đấy mình mới thấy được tất cả vật chất ấy, nó đều có một cái điểm chung với nhau, nó khác với những cái mình thấy bằng mắt thường. Bởi vì mình thấy được cái sự thật tột cùng của tất cả vật chất này như nhau, nó chỉ là sắc thôi, từ thân thể bên ngoài đến thân thể bên trong, tất cả sự vật đều có một cái gốc chung, đó là những cái hạt sắc, những cái hạt sắc chân đấy, hay là những cái hạt vi trần. Khi mình thấy được như vậy rồi thì mình mới thoát ra được khỏi cái sự chấp trước. Nè, đây là mình mới không còn cái sự phân biệt nữa, cái này đẹp, cái này xấu, cái này đáng ưa, cái này đáng ghét. Thế thì lúc đấy mình sẽ có một cái tâm, đó là nó dửng dưng, nó tự tại. Mình thấy cái đẹp mình cũng bình thường, thấy cái xấu mình, cái sắc đẹp sắc xấu mình cũng coi nó như nhau, với mình quán nó chỉ là sắc thôi. Đến lúc đấy mình mới có được cái tâm tự tại, quán được sắc rồi thì thấy được cái sự thật của sắc rồi, thì lúc đấy mình mới có cái tâm tự tại, cái tâm tự tại trước cái sự đẹp xấu của sắc. Còn từ trước đến giờ, khi mà mình chưa phân biệt được sắc ấy, thì mình bị ảo tưởng về sắc, như là mình bị cái tưởng điên đảo đối với sắc ấy. Sắc luôn biến ngoại thì mình lại tưởng sắc còn mãi, sắc luôn khổ sở mình lại tưởng là sắc nó an lạc, sắc nó không như thật, như những cái hình tướng của nó đó. Nhưng mà mình lại tưởng là nó thật, vì chấp trước vào cái hình tướng đó mới sinh ra những cái tâm lý phiền não, như là yêu và ghét, bị dính mắc vào những tình cảm yêu ghét đó nên có những hành động tốt và xấu. Những hành động tốt xấu ấy lại là cái nghiệp, một cái nghiệp nhân, từ cái nghiệp ấy nó sinh ra những cái nghiệp quả ở kiếp này hoặc là nhiều kiếp về sau, khiến cho mình thọ nhận những cái hạnh phúc hay bất hạnh, vui buồn sướng khổ khác nhau. Đó là lý do cần phải thực hành thiền tuệ và phân biệt sắc để hiểu rõ về sắc, để thoát khỏi sự nguy hiểm của sắc. Cái sự thực hành sắc này bây giờ làm sao để phân
phân tích được sắc, làm sao để phân biệt được sắc, làm sao để thấy được sắc. Hoặc là muốn thấy được sắc thì cái thiền sinh cần phải thực hành thiền tứ đại. Nếu mà một cái người mà đã từng thực hành các cái pháp thiền định khác như là thiền niệm hơi thở, đắc đắc thiền rồi, hoặc là bất cứ một cái pháp thiền định nào rồi, thì bây giờ thực hành cái pháp thiền niệm tứ đại này nó rất là dễ và nó sẽ thành tựu rất là nhanh. Còn đối với một cái thiền sinh nào mà chưa có từng chứng đắc thiền thì để mà phân biệt được thiền tứ đại này này rất là khó. Thì thiền tứ đại nó vốn thuộc về thiền định, và nó cũng là một trong 40 cái đề mục thực hành thiền định. Nhưng khi mà đã đắc được cái thiền tứ đại này rồi thì cái vị đấy lại có thể khởi đầu cho cái bước thực hành thiền tuệ luôn, thực hành. Cho nên là cái trong các cái pháp thiền định thì cái pháp thiền tứ đại này nó có cả một nửa đầu ấy là nó thuộc về thiền định và một nửa sau thì nó thuộc về thiền tuệ, thiền quán. Khi mà một hành giả mà thực hành thiền tứ đại, phân tích 12 đặc tính ở trên thân, 6 đặc tính của đất như là cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ. Trên thân mình nó có những cái tính cứng, ví dụ mình cắn hai hàm răng vào nhau mình thấy nó có cái tính cứng. Thì những cái gì nó thuộc cứng nó thuộc về đất, ví dụ trên người mình nó có răng là cứng, xương là cứng, gân cốt của mình cứng, đấy là cái tính đất nó mạnh. Có cái tính thô như là mình sờ lên trên tóc của mình thấy nó có cái sự thô, thì cái thô đấy nó cũng là cái tính của đất. Tính nặng, tính mềm, cơ thể của mình có cái trọng lượng bao nhiêu kg ấy, thì nó đều thuộc cái đất. Có cái tính mềm mại đó. Trên thân thể của mình thịt da nó mềm mại thì đấy nó cũng là tính của đất. Tính mịn, tính nhẹ, đấy nó đều tính của đất. Nước nó có cái tính chảy, tính dính, lửa nó có nóng lạnh, gió thì nó có cái tính đẩy, nó có cái tính lực, gió nó có thể đẩy mình và nó có thể nâng mình lên, có cái tính nâng đỡ. Thì cứ phân tích như vậy cho đến khi mà cái toàn thân mình trở thành một cái khối trắng, nó sáng. Thì cái lúc đấy, lúc mà nó trở thành một cái khối trắng trong suốt ấy, thân của mình mà cứ phân biệt 12 đặc tính như vậy liên tục như vậy thì dần dần cái thân này nó trở thành một cái khối trắng và nó trong suốt như pha lê. Thì cái lúc đấy là mình đắc được cận định, lúc đấy là thiền định, đắc được định cận hành của thiền tứ đại. Và cái lúc đấy thì vị thiền sinh đấy sẽ trải nghiệm được một cái trạng thái, đó là cái thân này chỉ là tứ đại, chỉ là đất nước lửa gió. Cái thân này chỉ là tứ đại, đất nước lửa gió. Nhưng mà lúc đấy nó vẫn chưa phá vỡ được những cái khối tưởng đấy. Mà bây giờ mình muốn phá vỡ được cái khối tưởng đấy thì lúc đấy lại phải đưa tâm vào trong cái khối trắng đấy. Thì khi đưa tâm vào trong cái khối trắng đấy thì cái khối trắng ở trên thân mình nó sẽ vỡ tan ra thành từng mảng. Thì những cái mảng to này dần dần nó trở thành những cái mảng nhỏ. Và lúc đấy bắt đầu mình mới thấy được những cái hạt sắc niti, như những cái hạt xương nó niti như vậy. Thì cái lúc đấy là mình thấy được những cái hạt sắc từ cái sự thực hành thiền tứ đại. Vì là bản chất của cái thân này hay là tất cả vật chất khác, cái sự thật tột cùng của nó là tứ đại, đất nước lửa gió. Cho nên là khi mình đưa tâm vào bất cứ cái gì, mình tác ý đến đất nước lửa gió, mình sẽ thấy nó tan ra luôn, nó cái biến mất. Nó tan ra ở đây có nghĩa là cái tâm của mình nó không bắt vào cái hình tướng của nó nữa, mà nó bắt vào cái nền tảng của nó. Nó bắt vào cái sự thật của nó. Cho nên nó gọi là bốn tứ đại, được gọi là bốn đại trục. Nó là cái cội gốc của tất cả cái dạng vật chất. Nó đều là bốn đại này, đất nước lửa gió này. Còn mình nhìn vào bên ngoài thì mình lại không nhìn vào cái cội gốc thật sự này, không nhìn vào cái cốt lõi này, cái cốt lõi của tất cả sự vật này, mà mình lại đi nhìn vào cái hình thức ở bên ngoài thì mình mới không thấy sự thật của nó. Còn phải bằng trí tuệ thì mới nhìn được vào cái cốt lõi của tất cả vạn vật. Thì lúc đấy cái hình tướng bên ngoài nó sẽ không còn là đối tượng của tâm nữa, mà lúc đấy cái cốt lõi tột cùng ở bên trong nó là cái nền tảng ấy, tột cùng của vật chất ấy. Thì lúc đấy nó cái tâm của mình bắt vào đấy thì cái hình tướng nó biến mất và nó cũng tan vỡ ra,
không còn mình thấy cái hình tướng nữa, mà mình thấy các cái sự thật của cái thân ấy, của các cái vật chất ấy. Thì lúc đấy mình nhìn sâu vào thì cái khối tảng, một cái khối của vật chất như là cái thân này, nó bắt đầu nó tan dần. Bởi vì nó tan ra như vậy là nó có cái khoảng không gian giữa các cái hạt sắc, nó có cái khoảng cách với nhau, nó có cái sự tách rời với nhau, chứ nó không có một cái sự niền nguyên khối với nhau như mình tưởng. Ví dụ bây giờ mình nhìn vào những cái gì nó có cái vật rất là cứng rắn như một cái cột nhà hay cái nền nhà này, mình cảm tưởng như là những cái vật chất này nó kết hợp chặt chẽ với nhau, nó không có cái khe hở nào cả. Nhưng thật sự khi mà một cái bằng cái trí tuệ nhìn sâu vào nhau thì lúc đấy mình mới thấy nó vô vàn những cái khe hở giữa những cái dạng vật chất này. Thì cái trí tuệ nó sẽ thấy được như vậy, có những cái khoảng cách thiết thân con người mà mình cứ tưởng nó là một cái khối vậy, nhưng mà bằng cái trí tuệ mình đưa thật sâu vào trong thân thể, mình sẽ thấy nó có những cái khoảng không, là những cái khe hở đấy. Cho nên là mình nhìn vào những cái khe hở đấy thì cái thân này bắt đầu nó mới tan vỡ ra, thì nó mới thấy những cái hạt sắc niti thì nó cứ nhúc nhích ở trong nhau, nó giống như là một cái người mình nhìn thấy một cái con chuột chết đập vỡ bụng nó ra, trong toàn những con giòi con bọ nhúc ấy. Thì cái thân này nó vậy, mình tưởng là một cái khối rắn chắc, nhưng mà thực sự ra bên trong nó là những cái hạt sắc niti, nó cứ sinh lên và diệt đi liên tục. Thì cái lúc đấy nó gọi là mình thấy được những cái hạt sắc chân đế ở trong thân mình. Thì thiền sinh phân biệt các cái tổng hợp sắc chân đế ở trên các cả 6 căn. Thì cái phận sự của một cái thiền sinh mà phân biệt sắc hay là phân biệt thiền tuệ là sẽ phân biệt ở trên 6 cái căn để hiểu ra cái sự thật. Đó là theo cái căn là trên mắt này, trên tai, trên mũi, trên lưỡi và trên ý, trên thân và trên ý. Để mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý ở đây là nó ở cái vùng trái tim. Thì đấy gọi là ý, các cái sắc ở đấy. Thì lý do nguyên nhân tại sao mình lại phải phân tích cái sắc pháp ở trên 6 căn này là bởi vì mình có cái sự tham ái, có cái dính mắc đối với 6 căn này. Ví dụ như là mình tham ái với con mắt đẹp, mình tham ái với mũi, hay là tham ái với lưỡi, với thân, hay là với cái tâm, tham ái với cái 6 căn này ở bên trong. Thì mình phân tích sắc ở bên trong, phân tích sắc ở bên trong rồi thì mình sẽ thấy, mình phân tích con mắt nó không phải là mắt, mà nó chỉ là những cái hạt sắc niti, nó sinh diệt diệt ở đấy rồi. Thì lúc đấy nó sẽ ngộ ra sự thật là nó không, con mắt chẳng có đẹp, chẳng có xấu. Cho nên là mình thấy mắt đẹp mình không có ưa, mình thấy mắt xấu mình cũng không có ghét nữa. Em bắt đầu phân tích sắc ở tai rồi thì lúc đấy mình sẽ thấy tai nó chẳng phải là có cái tai đẹp tai xấu nào cả, mà nó chỉ là sắc luôn luôn sinh diệt ở đấy, thì mình cũng mất cái sự gọi là yêu và ghét đối với cái tai. Về mũi cũng vậy, lưỡi, thân và ý cũng thế. Thì khi mà mình thấy nó là sắc rồi thì mình sẽ không còn cái tâm lý đó là thấy nó đẹp hay nó xấu, không còn cái sự khen với chê, không còn cái sự yêu và ghét, mà chỉ thấy nó là sắc, là gần dưng với nó vậy mà thôi. Vì lý do đấy cho nên mà phân biệt sắc ở 6 căn như vậy. Trên các cái hạt sắc đó thì thiền sinh cũng sẽ phân biệt được tứ đại, đất nước lửa gió, màu mùi vị tượng chất. Trên một hạt sắc chân đế có ít nhất 8 yếu tố này, nó không thể tách rời nhau, gọi là 8 sắc bất ly. Tại sao thì gọi là sắc chân đế? Những cái sắc này gọi là rupa kalapa, kalapa gọi là các cái sắc chân đế. Chân đế này là chỉ cho những cái gì đã được chia rẽ đến một cái mức tận cùng, không thể nào chia rẽ thêm được nữa, nên nó gọi là chân đế. Chân đế nó cũng là một cái sự tột cùng, nó là một cái sự cùng tận, nó là đến một cái mức mà gọi là cái pháp hữu vi, mà nó ở cái mức nhỏ bé nhất. Ví dụ như lấy một cái sợi tóc trẻ thành 1%, lấy một phần 100 trẻ thành 100 nữa, lấy một cái phần 100 trẻ thành 100 nữa, cứ trẻ như thế cho đến mức không thể trẻ được nữa,
thì điều đấy được gọi là đạt đến cái mức tối hậu. Thì cái mức tận cùng ấy thì được gọi là pháp chân đế. Như vậy vật chất được chia sẻ đến mức nhỏ bé nhất như những hạt vi chất thì được gọi là pháp chân đế. Thế thì bây giờ cái pháp chân thường thường là bây giờ người ta có thể chế ra được cái kính hiển vi. Thì kính hiển vi người ta sẽ, ví dụ người ta sẽ lấy một cái hạt gì đó, một cái hạt vật chất gì đó, một cái hạt bụi rất là nhỏ bé, người ta đặt vào cái kính hiển vi, người ta phóng cái hình ảnh của nó to lên gấp 100, 1000 hay 100 ngàn lần ấy. Thì nó sẽ lúc đấy cái hạt bụi rất nhỏ đấy, nó sẽ trở thành một cái hạt bụi rất lớn. Thì trong một cái hạt đấy, cho nên người ta lại chẻ nó ra thành đôi, chẻ nó ra thành 100 phần, người ta lại lấy một phần, người ta lại phóng nó lên gấp 100, 1000 lần nữa. Cứ phóng như thế, và người ta sẽ thấy đến một cái mức mà nó không thể nào phóng thêm được nữa. Không thể phóng thêm được nữa thì lúc đấy người ta mới gọi là những cái hạt nguyên tử. Những cái hạt nguyên tử thì người ta thấy là những cái hạt nguyên tử ấy nó cứ dao động, nó cứ chạy liên tục. Thì khi người ta bổ đôi cái hạt nguyên tử đấy ra cho đến một cái mức tột cùng, người ta thấy được cái hạt đấy, cho nên là khoa học người ta gọi là hạt nguyên tử. Bởi vì khoa học thì người ta có thể thí nghiệm được trên những cái gì thuộc về vật chất. Những cái tri thức ở thế gian, những cái trí tuệ ở thế gian, người ta bây giờ thì người ta khám phá được, người ta có thể thí nghiệm được những cái thuộc về cái vật chất tứ đại này, thì người ta cũng thấy được những cái vật rất nhỏ như vậy. Cho nên là người ta gọi những cái hạt đấy mà không thể chia sẻ thêm được nữa, gọi là những hạt nguyên tử. Còn đối với trí tuệ là quan sát cái vật chất đến cái mức tột cùng của nó không còn thêm một cái gì nữa thì được gọi là cái hạt sắc. Và trong một cái hạt sắc ấy nó có 8 yếu tố ấy: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất ở trong đấy. Thì chỉ có cái trí tuệ này còn phân tích một cách sâu sắc hơn, tỉ mỉ hơn và chia sẻ ở một cách kỹ lưỡng hơn trên một cái hạt sắc vật chất. Thì lúc đấy thấy toàn thân mình như vậy, mắt tai mũi lưỡi thân, chỗ nào nó cũng chỉ là những cái hạt sắc ni ti như thế, phân biệt 12 đặc tính tứ đại trên thân. Thì mỗi cái hạt nó có 8 yếu tố đấy. Rồi lúc đấy mình mới phân biệt các cái màu ở trên những cái hạt sắc rupa. Lúc đấy một vị thiền sinh sẽ phân biệt tứ đại ở cái nơi trên mắt, là nơi cư trú của nhãn thức ấy. Thì mình phân biệt tứ đại ở trái tim, nơi cư trú của ý thức, rồi tác ý nhìn vào cái màu của hạt sắc. Thì lúc đó mình sẽ thấy cái màu sẽ tác động vào nhãn thức, tức là trong tất cả các cái hạt sắc nó đều có cái màu. Và cái màu này với cái trí tuệ thì nó không cần nhìn bằng con mắt mà nó nhìn luôn bằng cái ý thức. Mình có thể nhìn thấy nó bằng cái tâm thức của mình, nhìn thấy tất cả những cái pháp này, tất cả những cái pháp chân đế này đều được thấy bằng cái ý thức. Cho nên cái màu đấy mình có thể thấy được bằng cái ý thức của mình. Mùi cũng vậy, nên một cái vị thiền sinh sẽ phân biệt mùi, nó phân biệt tứ đại ở mũi và trái tim, sau đó là ngửi mùi. Thì cái mùi nó sẽ đập vào một lúc, là nó đập vào cái tị thức thì nó cũng đập luôn vào ý thức. Nên là tất cả những cái gì mà mình nhìn thấy bằng mắt thì một lúc là nó sẽ đập vào hai cái thức của mình, đó là nó đập vào nhãn thức và nó đập luôn vào ý thức. Những cái gì mà mình có thể ngửi thấy, những cái gì mình có thể nghe thì là nó sẽ tác động luôn vào trong cái tai của mình, thì nó cũng tác động luôn vào trong trái tim. Nhĩ thức thì nó cũng vậy, phân biệt ở tai hay ở mũi. Còn nữa ấy thì là mình sẽ phân biệt được cái vị, mình phân biệt tứ đại ở lưỡi và trái tim, được tác ý nếm vị, thì cái vị nó sẽ tác động luôn vào cái thần kinh ở lưỡi và nó cũng tác động luôn vào cái ý thức. Và trong cái sắc thì nó có một cái thành phần nữa, đó là dưỡng chất. Dưỡng chất là một cái chất dinh dưỡng từ cái vật thực, từ cái thức ăn của mình ăn vào, nó sử dụng để nó nuôi dưỡng các cái sắc này. Thì bằng trí tuệ thì mình sẽ thấy được những cái dưỡng chất nó hiện diện ở trong tất cả sắc.
Ví dụ trong thân mình ấy thì những cái mà mình thức ăn, mình ăn vào thì nó tạo thành dinh dưỡng. Để khi dinh dưỡng ấy nó lan tỏa lên các cái căn, thì nó gặp các cái sắc này nó sẽ nuôi dưỡng các cái sắc. Nhưng mà khi mà mình hướng tâm ra bên ngoài, mình hướng tâm vào các cái vật chất ở bên ngoài, ví dụ như là đất, đá này, gạch ngói, xi măng, sắt thép này, mình phân tích ở trong nó cũng biến thành những cái hạt sắc. Nhưng mà những cái vật chất ở bên ngoài thì nó chỉ có một loại sắc thôi, đó là sắc thời tiết, nó không có một cái loại sắc nào khác. Còn trong thân mình thì nó có rất nhiều loại sắc, còn ở cái bên ngoài nó chỉ có một loại sắc thời tiết. Thì cái sắc thời tiết đấy nó cũng có đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Đấy. Vậy thì cái gì nó là nó nuôi dưỡng những cái vật chất ở bên ngoài? Những vật chất như là sỏi đá này, xi măng, sắt thép này, nó có cái gì nó nuôi dưỡng rồi? Nó không nuôi dưỡng thì nó không tồn tại. Nó phải có dưỡng chất, nó nuôi dưỡng nó. Nó nuôi dưỡng nó cho nên nó mới tồn tại. Ngày nào mà dinh dưỡng kém đi thì nó sẽ chết. Nhưng có thấy đất đá này nó có ngày nó chết không? Có chết đấy. Nó chết có ngày nó mục nát, nó tan hoại ra. Lúc đấy là nó hết dinh dưỡng, nó hết ăn. Ăn là nó chết. Cái gì nó cũng vậy. Thì cái dưỡng chất của những cái vật chất ở bên ngoài ấy, thì nó có cái yếu tố là đất, nước, lửa, gió. Thì cái hỏa đại nó lại chính là cái dưỡng chất của những cái vật chất ở bên ngoài. Cho nên là bây giờ một cái người nào mà có được ăn no thì sẽ sống lâu, phải không? Ai mà thiếu thốn về thực phẩm thì cái người này sẽ chết sớm. Thì vật chất ở bên ngoài cũng vậy, những cái vật vô tri ở bên ngoài cũng vậy. Cái gì mà nó dưỡng chất của nó mạnh thì nó sẽ sống lâu, mà cái gì mà dưỡng chất của nó yếu thì nó chết sớm. Thì cái gì là dưỡng chất của cái vật chất vô tri này? Là hỏa đại này. Hỏa là tính lửa, là dưỡng chất của. Vậy thì cái trong những cái vật chất vô tri, cái gì mà có cái tính lửa mạnh thì cái đấy nó sẽ tồn tại lâu. Cái gì mà có cái tánh lửa yếu thì cái đấy nó sẽ chẳng bị hư hoại. Rồi bây giờ mình mang một cái vật nó rất là mềm, ví dụ như là cái rau, cây cỏ, mang cái lá rau ấy, mình để ra ngoài ấy, thì nó sống được lâu không? Mình lấy hai cái lá rau mình đập vào nhau, nó có vé ra lửa không? Nó không vé ra lửa, vậy chứng tỏ là trong cái đó cái hỏa đại của nó yếu, tức là nó không có hỏa đại, là nó không có dưỡng chất, nó không có gì nuôi dưỡng nó, cho nên nó chết rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ cái gì nó sẽ tồn tại được lâu? Ví dụ như bây giờ mình mang hai cái cục gỗ mình để ở ngoài ấy, thì nó sẽ tồn tại được rất là lâu. Tại sao? Bởi vì trong cái cục gỗ ấy nó có cái hỏa đại rất là mạnh. Làm sao mình biết cái cục gỗ nó có hỏa đại mạnh? Nó mình trà sát hai miếng gỗ vào nhau nó sẽ tóe ra lửa. Bây giờ mình trà sát hai lá rau vào nhau, nó có tóe ra lửa không? Nó không tóe ra lửa, bởi vì trong nó cái lửa nó rất yếu. Vậy cái gì mà nó có lửa mạnh thì nó sẽ tồn tại lâu? Vậy bây giờ trong con người mình ai mà có tính lửa mạnh có sống lâu không? Không đâu. Ai mà có cái tính cái hỏa đại mạnh thì cái sắc thời tiết của cái người đó mạnh, người đó mạnh, cái người đó cũng rất là khỏe. Hỏa đại nó cũng làm cho con người rất là mạnh mẽ được. Thì cái gì mà cái hỏa đại mạnh hơn nữa như là sắt chẳng hạn, mà hay là đồng hay là vàng hay là những cái chất đấy, nhất là kim cương, những cái chất đấy nó sẽ tồn tại rất là lâu, bởi vì trong đó cái hỏa đại của nó rất là mạnh, rất là mạnh. Rồi mình cứ đập nó vào nhau xem, hay là trong đá nó tồn tại rất là lâu, bởi vì trong đá nó có hỏa đại mạnh, cho nên là cái sắc thì nó sinh lên, nó diệt đi, nó diệt xong cái nó lại sinh lên, thì nó có cái hỏa đại cho nên nó hỗ trợ cho cái sự sinh khởi của cái các cái sắc thời tiết đấy. Nó được duy trì rất là lâu, nó cứ sinh rồi nó diệt, rồi nó lại sinh, nó lại diệt. Thế là khi mà mình phân tích ra cái sắc ở bên ngoài, mình sẽ thấy cái đặc tính của tất cả vật chất vô tri, nó là sắc thời tiết. Còn ở bên trong con người mình thì có rất nhiều loại sắc, có tới 28 loại sắc trong một cái thân thể của mình. Thì trong cái thân của mình, các cái sắc đấy nó phải được nuôi dưỡng bởi sắc vật thực. Sắc vật thực mình ăn vào thì nó sẽ nuôi dưỡng tất cả cái sắc, nó nghiệp sinh, nó tâm sinh, nó thời tiết sinh.
và sắc bất thực sinh. Vậy thì trong con người thì cứ được ăn nhiều và nó có nhiều dưỡng chất thì sắc nó sinh sôi nảy nở, làm cho người béo phì đó. Còn nếu ăn ít vào ấy, thì là cái dinh dưỡng nó thấp thì nó sẽ làm cho cái sắc nó bị tiểu tụy, bị khô heo, bị suy dinh dưỡng. Nên gọi là phân biệt được cái dưỡng chất ở trong sắc. Sau đó mời phân biệt nhãn tịnh sắc. Nhãn tịnh sắc là cái sắc ở trên mắt. Nhãn tịnh sắc thì nó hay còn gọi là cái nhãn tinh, nên là gọi là cái nó được tìm thấy ở giữa con ngươi, được tìm thấy ở giữa cho con ngươi nhé. Ở trong cái vòng tròn đen ấy, thì con mắt thì nó có một cái vòng tròn trắng ở bên ngoài, bên trong cái vòng tròn trắng ấy thì nó là cái vòng tròn đen. Thì trong giữa cái vòng tròn đen nó là cái gì? Gọi là con ngươi, gọi là con ngươi phải không? Con nơi thì gọi là con ngươi, là giữ gìn người. Người ta cái gì mà quý báu ấy, người ta bảo phải giữ gìn nó, giống như giữ gìn cái con ngươi ấy, con ngươi trong mắt ấy. Thì lúc nào mình cũng phải bảo vệ, chẳng may mà cái gì mà nó đâm vào con ngươi một cái là mù mắt luôn. Tại sao đâm vào con ngươi lại mù mắt? Bây giờ cái gì mà nó tác động vào mắt, nó tác động vào cái vòng trắng hay là cái vòng đen ấy thì không sao, mà nó tác động vào con ngươi là mình mù luôn. Bởi vì trong cái con ngươi đấy nó là cái có cái sắc thần kinh, nhãn tịnh sắc này. Nó được tìm thấy ở giữa cái con ngươi đấy, trong vòng tròn đen ấy, nó được bao quanh bởi vòng tròn trắng ấy. Và nó rất là vi tế, nó không lớn hơn cái đầu con rận ấy. Nó vi tế như vậy, cái sắc thần kinh nhãn tịnh sắc ấy, nó còn nhỏ hơn cái đầu con rận. Đầu con rận, bạn biết con rận không? Nó bằng cái đầu cái tóc ấy, bé tí tí đấy thôi. Thì nó chỉ nhỏ một tí tí xíu bằng đầu cái kim đấy thôi. Thì nó cái nhãn tịnh sắc nó nằm ngay giữa trong đấy. Nhờ có nó mà người ta lại trông thấy sắc đấy, nó chỉ bé tí xíu bằng đầu cái kim ấy. Thế mà cái nhờ có nó mà mình nhìn thấy được mọi thứ, mình nhìn thấy tất cả mọi cái quang cảnh rộng lớn bao la. Thì cái sắc này nó cũng được trợ giúp bởi bốn đại chủng đất nước lửa gió nâng đỡ. Nó được củng cố bởi sắc thời tiết, sắc tâm sinh, sắc vật thực sinh. Nó được hỗ trợ bởi như thế, nó cũng được hỗ trợ bởi các cái sắc thời tiết, sắc tâm, sắc vật thực. Về trên nó có rất nhiều sắc, trên một cái con mắt xung quanh cái nhãn tịnh sắc này có rất nhiều các cái sắc khác. Nó được duy trì bởi sắc mạng tăng, và nó được cung cấp màu, mùi vị và dưỡng chất. Thì cái sắc về nhãn tịnh sắc này nó cũng được sinh ra từ cái nguồn gốc, đó là từ nghiệp ở trong quá khứ nó sinh ra. Thì cho nên rằng là cái con mắt ấy, con mắt của cái người mà nó đẹp hay nó xấu ấy, nó sắc sảo hay là nó đờ hay thì hay là nó sáng rực hay là nó mờ, nó đều là do cái nghiệp quá khứ nó chi phối. Cái nghiệp của quá khứ, ví dụ cái người đấy mà có những cái thiện nghiệp tốt ở trong quá khứ, mình không hay nhìn, tức là trong cái nghiệp quá khứ mà cái con mắt mà nó hay nhìn cái cảnh ở bên ngoài rồi nó sinh ra cái tâm xấu, nó sẽ tạo ra cái nghiệp bất thiện cho đời sau. Nhưng mà ở cái con mắt đấy nó nhìn những cái cảnh vật bên ngoài với một cái tâm thiện ấy, thì là nó sẽ tạo ra những cái nó sẽ tạo ra những cái nghiệp tốt, và sau này nó sẽ có cái con mắt tốt. Ví dụ nó nhìn vào cái gì mà nó nhìn với một cái tâm tham đắm, nó nhìn với một cái tâm sân hận, nó nhìn với một cái tâm mê muội ấy, thì nó tan tạo những cái nghiệp bất thiện. Thì cái nghiệp bất thiện đấy khi nó trổ quả, nó sẽ cho ra con mắt ở đời sau, nó trở thành con mắt rất là, có thể là mờ ám, có thể là trong cái con mắt đấy nó có thể làm như là có cái người thì mắt nó nhỏ ni ti, ni hi, mắt hí hí. Đấy là do mà cái người mà hay nhìn trộm, nhìn trộm mình giả vờ che mắt, thì thằng nim nim mắt nhìn ấy. Sau này nó cho ra cái mắt nim him như vậy. Thì cái đấy nó là, thì cái con mắt đẹp hay mắt xấu, mắt sáng hay mắt mờ đều là do cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện mà thôi.
Đây là cái nguồn gốc của cái con mắt này. Với cái cách thức phân biệt nó, đó là phân biệt tứ đại đất nước lửa gió ở trên con mắt. Và cái con nhãn tịnh sắc này, nó là một cái sắc trong suốt, nó là cái hạt sắc trong. Rồi nhìn vào màu của cái hạt sắc ở bên cạnh thì cái nhãn tịnh sắc đấy nó nhạy cảm với màu sắc. Khi mà nó được cái màu sắc nó tác động vào một cái thì tự nhiên là cái nhãn tịnh sắc nó khởi lên, nó sinh lên, nó sinh sôi lên, hay là nó có cái tính nó rung động này, nó dao động này. Thế là nó có một cái sự tác động vào, tác động vào nó là nó rung, nó dao động này. Thì lúc đấy cái tiền sinh sẽ phân biệt được đây là nhãn tịnh sắc. Thế là mình có tác ý nhìn vào màu, cho màu nó đập vào cái sắc đấy. Vậy là cái đấy, cái sắc nhãn tịnh sắc này nó có sự nhạy cảm đối với màu và nó sẽ sinh khởi được. Thì cái đặc tính của cái nhãn tịnh sắc này nó là nhạy cảm với màu, và nó cứ có màu cái là nó sẽ khởi lên, nó cứ thấy màu một cái là nó sẽ rung động lên. Chức năng của nó, của nhãn tịnh sắc ấy, chức năng hay là cái nhiệm vụ của nó là để thấy cảnh. Cái phận sự của nó là thế, phận sự của nó để thấy cái cảnh này, thấy cái cảnh kia. Cảnh mà ở gần thì nó thấy dễ, mà cảnh mà ở xa thì nó phải căng mắt ra để nó nhìn. Thì cái chức năng của nó là để thấy cảnh. Cái cảnh nào nó lớn thì nó dễ thấy, cảnh nào mà nó nhỏ thì là nó phải chăm chú nó nhìn. Thể hiện của nó là làm cho nhãn tịnh sắc sinh khởi. Cái thể hiện của nhãn tịnh sắc là làm cho nhãn thức sinh khởi. Khi mà mình đã nhìn vào một cái vật gì đó thì là cái nhãn thức, cái tâm thức nó sẽ sinh khởi, nó khởi lên. Cái tâm thức đấy nó nhận biết được cái cảnh đấy là cảnh gì, nó phân biệt được. Thì đấy là cái sự thể hiện của nó, là khi mình thấy được cái cảnh đấy là cái tâm nó thấy chứ không phải là cái mắt nó thấy. Cái nhãn thức nó thấy chứ không phải là cái nhãn tịnh sắc nó thấy. Cái nhãn tịnh sắc này nó chỉ có cái sự đó là nó bị rung động đối với màu thôi. Còn để mà thấy được cái cảnh đấy thì lại là cái thức, cái nhãn thức. Và cái nhân gần của nó là cái sự muốn thấy sắc. Mà cái sự muốn thấy sắc này nó lại được thúc đẩy bởi nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ nó khiến cho mình muốn thấy sắc. Ví dụ như là bây giờ mình được sinh ra làm người thì cái gì mà cái con người thì muốn thấy cái gì và không muốn thấy cái gì. Con người mình thì muốn thấy những cái gì đó mà nó đẹp. Ví dụ như là mình muốn thấy người nam thì muốn thấy người nữ khác phái đẹp, người nữ thì muốn thấy người nam đẹp. Thì đấy nó là bị thúc đẩy về nghiệp quá khứ. Hay là mình muốn thấy những cái gì đẹp mà nó có thể làm tô đẹp cho mình, những cái gì đẹp mà nó có thể phục vụ cho mình được cái sự dễ chịu, hài lòng, ưa thích. Nhưng mà đối với lại một cái loài mà khác thì nó có thích nữa. Ví dụ như là một cái nghiệp mà nó phải sinh ra làm con trâu thì nó có thích đi nhìn một cái người khác phái không? Con trâu nó nhìn thấy một cái người thì nó có thích không? Đấy thì cái nó lại là cái nghiệp của nó lại phải nhìn những cái cảnh mà cái nghiệp quá khứ nó thôi thúc nó thích đi nhìn những cái mà nó tìm kiếm cơ. Ví dụ nó thích đi nhìn đấy, ở đâu có thức ăn này, ở đâu có nước uống này, ở đâu có cái loài khác phái với nó này. Thì đấy là nó bị thúc đẩy về nghiệp quá khứ như vậy. Con người thì thích rất nhiều thứ. Nhưng mà với một cái loài khác thì nó lại thích đi tìm cái khác. Ví dụ như là những cái loài ăn xác thối thì nó thích đi nhìn lúc xoay, lúc nào nó đi tìm kiếm xem ở đâu có xác thối để tìm kiếm. Nó sinh ra làm con mít thì nó đi tìm như thế. Nó đi tìm ở đâu và có thức ăn của nó, tìm đâu có phân thì nó chạy đến. Thì đấy là nó bị tác động bởi nghiệp quá khứ là như vậy. Bị nghiệp quá khứ nó thúc đẩy cho mỗi một cái chúng sinh lại ưa thích nhìn những cái cảnh vật khác nhau. Với cái người này thì ưa thích cái cảnh này, nhưng với cái người khác lại ưa thích đi tìm kiếm nhìn cái cảnh khác. Đấy là cái nhân gần của nó, là cái tâm muốn nhìn, ưa thích muốn nhìn. Mà cái tâm muốn nhìn đấy bị thúc đẩy bởi cái nghiệp ở trong quá khứ. Nhãn tịnh sắc thuộc nhóm sắc nghiệp,
sinh nhóm sắc này do nghiệp quá khứ nó sinh, bao gồm 10 yếu tố: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng căn và nhãn tịnh sắc. 10 yếu tố của sắc chia trẻ mổ xẻ cái sắc ra để làm gì? Tại sao mình phải phân tích một cách chi tiết tỉ mỉ như vậy để cho mình có một cái sự hiểu? Là cái người mà phân tích cái sắc như vậy để hiểu rõ về sắc, hiểu rõ về cái con mắt, cái người đấy khi mà phân tích ra được những cái sắc này thì mới hiểu ra được cái tính chất của con mắt. Thì ra con mắt nó là như vậy, nó giống như là bây giờ mình nhìn thấy một cái vật chất gì bên ngoài, giống như nhìn thấy cái đài, cái tivi, nhưng mà đem mổ xẻ nó ra, ở bên trong nó đầy đủ các cái bộ phận máy móc nó kia, thì trong con mắt nó cũng vậy. Mình phân tích mổ xẻ nó ra để mình hiểu biết cái sự vận hành của nó, cái sự sinh của nó, cái sự diệt của nó, cái nguyên nhân là tại sao mà nó lại khởi lên những cái trạng thái cái tâm lý như thế này, nguyên nhân tại sao nó lại khởi lên cái trạng thái tâm lý như thế kia, tại sao có tham sân sinh, tại sao vô tham vô sân vô sinh. Thì đấy là mình phải mổ xẻ chia chảy nó ra như vậy. Rồi lại phân tích đến nhĩ tịnh sắc. Nhĩ tịnh sắc là cái sắc được tìm thấy ở bên trong lỗ tai, nó làm căn môn cho nhĩ thức sinh khởi. Thì giờ trong cái nhĩ tịnh sắc ở bên trong sâu cái tai, người ta hay gọi là cái màng nhĩ. Mà đâm cái gì mạnh quá mà nó bị thủng màng nhĩ thì nó bị điếc luôn, là nó bị mất cái nhĩ tịnh sắc này. Khi mà cái nhĩ tịnh sắc này là mất là nó không nghe được âm thanh nữa, cho nên là cái tai phải rất được bảo vệ. Thì ở xung quanh cái màng nhĩ nó là một cái màng nó rất là mỏng, trông nó giống như là một cái mịt đầu của ngón tay, nó nhỏ tí xíu như vậy. Thì ở trong đó nó được trợ giúp bởi bốn đại chủng, tức là ở trong cái nhĩ tịnh sắc nó có bốn đại chủng: đất, nước, lửa, gió. Xung quanh cái nhĩ tịnh sắc nó có sắc do tâm sinh, sắc thời tiết sinh và sắc vật thực sinh. Nó được duy trì bởi cái sắc mạng căn, mạng căn duy trì bảo vệ nó, và nó được cung cấp màu, mùi vị và dưỡng chất. Thì cái cách phân biệt của cái nhĩ tịnh sắc này nó là phân tích tứ đại ở trong tai, sau đó thì tác ý nghe âm thanh. Thì cái nhĩ tịnh sắc này nó nhạy cảm với âm thanh, khi mà có cái âm thanh tác động vào cái nhĩ tịnh sắc này thì nhĩ tịnh sắc này nó sẽ rung lên, nó sẽ sinh khởi liên tục. Thì cái đặc tính của nó là nhạy cảm với âm thanh, chức năng của nó là lắng nghe. Cái nhĩ tịnh sắc này dùng để nghe, thể hiện của nó là làm cho nhĩ thức sinh khởi, và nhân cần của nó là cái ý muốn được nghe. Thì cái tâm muốn được nghe này nó cũng được thúc đẩy bởi những cái nghiệp quá khứ. Cái nghiệp quá khứ cho nên là mỗi người sẽ có một cái khuynh hướng muốn nghe những cái điều khác nhau. Mỗi một cái chúng sinh do cái nghiệp của mình đã tạo cho nên là lại ưa thích nghe những cái âm thanh khác nhau. Như là có người giờ thì thích nghe nhạc, có người thì thích nghe pháp, có người thì thích nghe những cái lời ngon ngọt. Nhưng mà có cái người mà nói ngon chịu này phải quát mắng thì mới chịu. Thì nó cũng là cái nghiệp như vậy. Có những cái người chỉ cần nói nhẹ nhàng, ưa thích nhẹ nhàng, cho nên là người ta hay thể hiện ra cái sự ngoan ngoãn dễ bảo để được nghe những lời nhẹ nhàng. Nhưng mà cũng có những cái người thì nói nhẹ nhàng thì không có nghe, nhưng mà hay thể hiện ra cái sự chống đối để cho người khác mắng chửi, là lúc đấy mới chịu làm, mới chịu nghe. Hoặc là phải bị đánh đập, bị thúc giục rồi lúc đấy mới chịu nghe, mới chịu làm. Thì đấy là do cái nghiệp của mỗi người. Có cái người người ta thích được la, được mắng như vậy. Có cái người thì thích được khen, được nghe những cái lời tán thán. Thì đấy là cái nghiệp của mỗi người là như vậy. Nên là người nào thích cái gì thì phải chiều người ta cái đấy. Tại sao mà có những cái người bố mẹ có mấy đứa con, đứa này thì suốt ngày được khen, đứa kia suốt ngày bị ăn chửi? Tại sao? Bởi vì cái đứa ấy nó thích được khen, còn một đứa nó thích chửi. Nó do cái nghiệp của nó như thế, ngày nào nó chửi nó là nó không yên, nó nghịch. Còn cái đứa kia mà ngày nào mà không khen nó thì nó sẽ không ngoan, khen nó thì nó sẽ ngoan.
đứa kia ngày nào phải răn đe là nó mới ngoan. Thì nó cái nghiệp của nó như vậy. Thì cái tâm mà thích được nghe, muốn được nghe đó, có người thì muốn nghe cái này, có người thì muốn nghe cái kia. Phân biệt tỷ định sắc, tỷ định sắc thì được nhìn thấy ở trong lỗ mũi, và tại chỗ có một cái hình dạng như là cái bóng dê ở trong mũi, nó có ở trong trong mũi. Thì cái mũi này nó làm căn môn cho tỷ thức, tỷ thức mà nhờ nó mà người ta ngửi được mùi, thì nó phải đi thật sâu vào bên trong mũi của mình ấy. Thì ở đấy nó có cái chỗ tỷ định sắc, và cái chỗ đấy nó sẽ nhạy cảm đối với lại cái mùi, ngửi được mùi. Nó được trợ giúp bởi bốn đại trục, tức là nó là đất nước lửa gió, nó được duy trì bởi sắc mạng căn, và xung quanh nó có sắc thời tiết, sắc tâm sinh thực và sắc bất thực sinh. Nó có màu, có mùi, có vị và có dưỡng chất. Cách phân biệt là phân biệt tứ đại ở mũi rồi người mùi, thì tỷ định sắc này nó sẽ sinh khởi. Định sắc này nó có đặc tính là nhạy cảm đối với mùi, chức năng của nó là để ngửi mùi, và thể hiện của nó là làm cho tỷ thức sinh khởi, và nhân vật của nó là cái ý muốn được ngửi mùi. Thì mỗi một người đều có thích ngửi những cái mùi khác nhau. Cái này nó cũng là cái ý muốn được ngửi mùi này cũng vậy, nó cũng do bị tác động bởi cái nghiệp ở trong quá khứ, cho nên là mỗi người thì ưa thích một cái mùi khác nhau. Có người thì thích mùi thơm, nhưng mà nó cũng có nhiều cái loại mùi thơm, nên là mỗi người lại ưa thích những cái mùi thơm khác nhau. Nhưng mà cũng có người thì không có chịu được mùi thơm, nhưng có người thì thích xịt nước hoa lên người cho nó thơm, nhưng mà nó thơm với mình, nhưng mà nó lại không thơm với người khác. Người khác người ta ngửi được, người ta nhức đầu, người ta buồn nôn, thì cái người đấy lại không thích, người ta lại thích cái mùi khác. Thì mỗi người có một cái sự ưa thích cái mùi. Nhưng mà có những cái, nếu mà tính ra các cái loài khác này, nó lại ưa thích những cái mùi khác. Thế là với mình thì nó là mùi thơm, nhưng mà với người khác thì chưa chắc là thơm. Với mình có thể là những cái mùi mình kinh sợ, như là mùi mùi phân, nhưng mà nó lại làm cái mùi rất là hấp dẫn đối với những chúng sinh khác. Thì cái đấy nó cũng là do bị cái nghiệp, nghiệp nó thôi thúc, nó thúc đẩy cho cái, cho mỗi người để ưa thích những cái mùi khác nhau, từ cái ưa thích muốn ngửi, để bắt đầu người đó mới tìm kiếm những cái đối tượng để ngửi mùi. Thì tỷ định sắc này nó cũng là sắc do nghiệp sinh, nó là do nghiệp quá khứ nó sinh ra, cái cho nên là cái mũi của con người, có những cái người thì có cái mũi nó có cái khiếu giác nó rất là tốt, có thể ngửi được mùi ở rất là xa, có thể ngửi mùi rất là tinh, và phân biệt được những cái mùi thơm mùi thối rõ ràng. Nhưng mà có những cái người cái mũi nó kém thì là có thể là sẽ ngửi mùi nó rất là kém, mà cái phân biệt mùi nó cũng thấp, thơm thì bảo là thối, thối bảo là thơm, hoặc là cứ có cái tâm chung chung này. Cho nên là nhiều lúc đến những cái nơi mà người ta ăn ở nó rất là dơ, rất là bẩn, nó gần những cái hố phân, nó gần những cái cống rãnh ấy. Mình vào đây mà sao mà hôi thế, mà hôi đâu mà hôi, nhà người ta thơm tho thế này. Nhưng có khi mình đến nhiều cái nhà người ta ăn ở như thế nó quen rồi, với người ta những cái mùi cống, mùi những cái mùi ô uế thì nó trở thành quen thuộc rồi. Người ta lại ưa thích, lâu ngày thì người ta trở thành mê mùi đấy rồi. Ngày nào không có cái mùi đấy người ta không chịu được. Thì cái đấy là do cái nghiệp của người ta phải sống với cái mùi đấy, không có cái mùi đấy là không có hạnh phúc. Và để phân biệt thiệt tịnh sắc, thiệt tịnh sắc thì được tìm thấy ở giữa cái lưỡi, nó làm căn môn cho thiệt thức sinh khởi, nhờ nó mà người ta nếm được vị ở trong cái lưỡi của mình, nó có cái thiệt tịnh sắc này. Thì nó cũng có bốn đại trục, nó được duy trì bởi sắc mạng căn, và nó được củng cố bởi sắc thời tiết tâm sinh và sắc bất thực, nó được
nó có đầy đủ màu, mùi vị và dưỡng chất. Thì cái cách phân biệt đó là cái thiền tịnh sắc này này, phân biệt tứ đại ở lưỡi, sau đó mình ta ý nếm vị. Thì cái thiền tịnh sắc này nó sẽ sinh khởi này. Cái đặc tính của thiền tịnh sắc là nó nhạy cảm đối với vị, và chức năng của nó là để nếm. Cái thiền tịnh sắc nó có cái nhiệm vụ của nó là dùng để nếm, để phân biệt được các cái vị. Và cái thể hiện của nó làm cho thiền thức sinh khởi, và nhân gần của nó là nếm vị, là cái ý muốn được nếm vị. Thì mỗi một cái người nó lại có một cái nghiệp khác nhau, cho nên nó ưa thích những cái vị khác nhau. Như mình sinh ra làm người thì mình thích ăn những cái món ăn, người ăn chay thì thích những cái món chay, người ăn mặn thì thích những cái món ăn mặn, người ăn cả chay cả mặn thì cái gì cũng thích. Nhưng mà nó lại là một cái loài khác thì cái thức ăn nó lại khác. Những cái loài ăn cỏ mà mình cho thịt, cho cá hay cho những cái mà của con người ưa thích ấy, thì nó lại không ăn. Hoặc là những cái loài ăn thịt mà mình đưa cỏ giáo tốt đến mình cho ăn, nó cũng không ăn. Thì cái vị này nó cũng được nó cũng được sinh ra từ cái nghiệp ở quá khứ. Từ cái nghiệp quá khứ đấy nó thôi thúc cho cái chúng sinh đấy phải đi tìm những cái vị đó mà ăn. Như là các cái vị phạm thiên thì sẽ có những cái căn như là thiệt thức này là không có này. Cho nên những ai mà không có cái thiệt thức này là những cái người đã không cần ăn. Như các vị phạm thiên là người ta không cần ăn, không cần ngửi, không cần đụng chạm, không có những cái căn đấy. Còn nếu mà đã sinh ra là cái thân người hay là thân chư thiên hay là cái thân súc sinh thì nó sẽ có đầy đủ các sáu cái căn, và ở mỗi cái căn nó sẽ có các cái tâm thức nó sinh khởi ở đấy. Thì cái vị nó cũng có cái sự khác nhau. Nhưng mà cái người mà có những cái vị rất là nhạy cảm ấy, có những cái vị rất là nhạy bén ấy, thì một cái thức ăn gì đó nó chỉ cần chạm đến đầu lưỡi thôi, thế là nó sẽ cái vị nó đã nếm được cái nó đã nếm được và nó cảm nhận được những cái dinh dưỡng ở trong đấy. Cho nên là cái người nào có cái vị càng nhạy bén ấy, thì cái người đó ăn cái gì cũng ngon. Cái gì mà vừa đặt vào lưỡi một cái là thấy ngon, mà cái gì mà không ngon là tự lưỡi nó biết luôn, vị nó biết luôn, nó đẩy ra biết là cái này không có thể tiêu hóa được. Còn những cái gì mà có dưỡng chất có thể cung cấp được cho cái thân này là cái vị nó nhạy cảm, nó nhạy cảm và nó sẽ cảm thấy rất là ngon. Cho nên là có những cái người, có rất là nhiều người ngồi ăn với nhau, nhưng mà có người thì người ta ăn ngấu ăn nghiến, nhưng mà có những người thì ăn nhẹ ăn từ tí tí một, giống như là không muốn ăn ấy. Thì đấy là do cái thiệt thức này nó khác nhau, nó là do cái nghiệp quá khứ nó tạo cho cái người này có một cái thiệt thức nhạy bén, nhạy cảm, cái thiệt thức nhạy cảm, cho nên là cái gì cho vào người ta ăn nó cũng ngon. Người và người đấy thì rất là dễ nuôi, sống ở đâu cũng được, bằng cái thức ăn gì người ta cũng có thể ăn được, dễ nuôi, dễ, cho nên là dễ tồn tại, và nó ít sinh ra bệnh tật. Còn cái người nào mà có cái thiệt thức kém, ăn cái gì nó cũng không ngon, dù là có ngon đến mấy mà nó cũng không ngon. Bởi vì đấy là cái thiệt tịnh sắc của cái vị đó nó yếu quá, cho nên là cái thiệt thức này nó cũng cảm nhận cái mùi, cái vị nó yếu. Thì cái người đấy là kén ăn, ăn gì cũng chê, ăn cái gì cũng nó cũng khó nuốt, và cho nên là nó, cái thân thể nó sẽ yếu ớt, sinh ra nhiều cái bệnh tật là vậy, cái dưỡng chất nó sẽ kém. Và cái sắc nữa đó là thân tịnh sắc, phân biệt thân tịnh sắc. Là thân tịnh sắc thì nó được tìm thấy ở khắp toàn thân, nó làm căn môn cho thân thức, nhờ nó mà người ta mới cảm giác được cái sự đụng chạm trên cái thân thể của người ta. Có cái thân tịnh sắc này thì nó bao phủ khắp toàn thân, trên mắt nó có thân tịnh sắc, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở trái tim, tất cả mọi thứ nó đều có cái thân tịnh sắc này.
cho nên là nó có khắp toàn thân, bất cứ chỗ nào có thân thì nó có cái thân tịnh sắc. Thì cái thân tịnh sắc này nó tùy theo từng chỗ, ví dụ như là ở trên tóc của mình nó cũng có thân tịnh sắc, trên lông móng răng da thịt gân xương chỗ nào nó có thân tịnh sắc. Nhưng mà có cái chỗ mà thân tịnh sắc này nó sẽ sinh khởi rất là mạnh, mà có cái chỗ mà cái thân tịnh sắc này nó sẽ sinh khởi rất là yếu. Ví dụ như là bây giờ ở trên tóc của mình, bây giờ mình đang ngồi này mà có ai người ta lấy cái kéo người ta cắt đứt cái tóc của mình có biết không? Có khi không biết, có khi không biết thôi. Nhưng mà nếu mình đang ngồi mà ai người ta cắt đứt ngón tay thì có biết không? Biết ngay mà. Bây giờ cái chỗ nào mà có cái da có thịt nhiều ấy, là cái thân tinh sắc nó mạnh. Nó mạnh cho nên là mình cảm nhận một cái sự đụng chạm, nó đụng vào cái là mình cảm nhận được ngay. Nhưng mà cũng có những cái chỗ mà cái thân tinh sắc nó rất là yếu, đó là những cái chỗ nào mà cái vật chất nó rất là cứng. Ví dụ như cái răng của mình nó rất là cứng, đôi khi mình ăn mà cắn vào một cái miếng ăn khô mà nó mẻ răng ra mà mình không biết, ăn xong rồi đi đánh răng biết ôi sao răng mình lại bị sứt thế này. Thì cái chỗ ấy là nó có những cái chỗ nó thể cái thân tịnh sắc nó không rõ ràng, nó không cảm nhận được, nó cũng là thân. Nhưng mà còn có những cái chỗ thì cái thân tịnh sắc nó cảm nhận rất là rõ. Ví dụ trên khuôn mặt mình một con mát bé tí tí nó bò mình đã cảm nhận được rồi. Nhất là ở trên trong mắt mình cái gì, cái hạt gì bỏ rất là nhỏ bé mà nó vào mắt mình là cái thân tịnh sắc nó đã khó chịu ở trong đấy đó. Người thân tịnh sắc thì nó bao phủ khắp toàn thân, nhưng mà nó khác ở cái chỗ là có cái chỗ thì nó mạnh, có chỗ nó yếu. Chỗ nó yếu nhất như là ở tóc, ở móng, ở răng, ở da, tóc lông móng răng da, năm cái bên năm cái đấy là cái thân tịnh sắc nó rất là yếu. Cho nên là người ta hay cắt bỏ đi, cắt tóc, cắt móng răng da bỏ đi được. Còn ở những chỗ khác thì thân tịnh sắc này nó sẽ mạnh hơn và nó rõ ràng hơn. Thì nó cũng là bốn đại chủng, nó được duy trì bởi sắc mạng căn, nó được củng cố bởi thời tiết, tâm sinh vật thực, nó mong những chất cách phân biệt, đó là phân biệt tứ tại ở trong thân. Thì cái thân tịnh sắc nó có cái đặc tính, đó là nó đụng chạm với lại vật chất. Khi mình đụng chạm với một cái đặc tính nào của đất thì mình sẽ thấy luôn. Thế rồi mình lấy một cục đất ném vào người mình cái là mình biết luôn. Đấy là nó có cái sự đụng chạm này, hoặc là đụng với các cái đặc tính của nửa. Thế bây giờ mình đang ngồi mà có một cái màu nửa ấy, nó bắn vào người mình một cái là mình biết ngay. Đấy. Thì cái gì nó biết? Hoặc là cái thân tịnh sắc này nó biết, nó nhạy cảm với vật chất. Hoặc mình đang ngồi mà có gió nó thổi qua mình có biết không? Gió thổi qua mình là mình biết ngay. Đây là cái thân tịnh sắc đó vậy. Cho nên đặc tính của nó là nhạy cảm với cái sự đụng chạm, đụng chạm với các cái vật khác. Chức năng của nó là cái sự xúc chạm, để xúc chạm, thể hiện của nó làm cho thân thức sinh khởi, và nhân gần của nó là muốn được đụng chạm. Bây giờ cái thân tịnh sắc này nó sẽ dụ, nó cũng được khởi lên là do cái nghiệp quá khứ nó sinh khởi, cái nghiệp quá khứ nó tạo ra cái thân tịnh sắc này. Cho nên là có những cái người có cái sắc thân tốt, có những cái người có cái sắc thân kém, thì nó cũng là do cái nghiệp quá khứ. Có người sắc thân đẹp hay là sắc thân xấu, nó cũng là do cái nghiệp quá khứ. Và có những cái người thì cái sắc thần kinh thân này nó rất là nhạy cảm, và có những cái người thì cái sắc thần kinh thân này thì nó không được nhạy cảm lắm. Thì hay là cho, và cái sự mà cái ý muốn được đụng chạm nó cũng là do cái nghiệp quá khứ nó thúc giục. Có người thì muốn đụng chạm cái muốn cái này, có người thì muốn đụng chạm cái khác, người muốn đụng chạm, ví dụ có những người muốn mặc những cái quần áo mà nó thật mềm mại, đấy là cái khởi lên cái ý muốn đụng chạm. Có người thì thích ở cái môi trường nóng, đấy là mình muốn tiếp xúc với cái thời tiết nóng, hay là có người thì thích ở cái không khí nó phải mát mẻ, có người thì thích là ở những cái nơi mà nó lạnh. Thì đấy nó cũng là do cái nghiệp mà nó khởi lên cái tâm muốn đụng chạm cái gì đó, thì nó sẽ khởi lên cái thân thức, cái thân tịnh sắc, cái nó nhạy cảm với cái sự đụng chạm này, nó sẽ khởi lên.
thì lúc nào mình cũng đụng chạm vào các cái vật chất ở bên ngoài, thì từ cái sự đụng chạm đấy nó sẽ sinh ra những cái cảm thọ, như là cảm thọ như là mình những cái vật chất thì mình ưa thích thì nó có thọ lạc, những cái gì mình không ưa thích thì nó có thọ khổ. Nên là trên thân của mình chỉ có một là ăn lạc, hai là khổ. Nên cho nên là luôn luôn có một cái trạng thái đó là sợ hãi những cái gì mà nó khó chịu, nó đụng chạm vào thân. Nên lúc nào mình cũng phải có cái sự đề phòng và bảo vệ cái thân này. Vì cái sự đề phòng bảo vệ thân cho nên là mình phải xây cái nhà rất là kiên cố, thật chắc chắn. Nên mình sợ, nhớ là trời bão, gió to nó đập, cái gì nó đập vào người, cho nên là phải bảo vệ nó là như vậy. Bảo vệ nó khỏi cái sự đụng chạm đau khổ. Và luôn luôn tạo ra cho nó một cái ghế thật là êm, một cái giường thật là êm, rồi là chăn mền, rồi là quần áo mọi thứ. Đấy là mình phục vụ cho cái sự đụng chạm của thân. Cái thân này nó thích đụng chạm với cái gì là mình phải cho nó đụng chạm với cái gì vậy. Đấy là cái nhân của nó là khởi cái ý muốn đụng chạm. Đấy, mình muốn, bây giờ mình thấy cái gì thì mình nhìn thấy cái này, nhìn bằng mắt rồi, nhưng mà còn giờ xem nó làm sao này. Nó tại sao ấy? Nhìn rồi vẫn chưa đủ nhưng lại còn muốn đụng vào nó. Thì đấy là cái ý muốn đụng chạm. Thì nó là cái sự nhạy cảm của cái thân rồi. Thì mắt tai mũi lưỡi thân là những cái nội xứ ở bên trong, nhưng mà nó lại luôn hướng ra bên ngoài để tìm kiếm những cái khoái lạc của nó, những cái cảm giác mà nó ưa thích. Mắt năm căn ở bên trong của mình, đây là mắt tai mũi lưỡi. Thì mỗi một cái sắc thần kinh ở các cái giác quan, nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, khi mà thì nó lại chứa đựng cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và những cái tâm thức này thì nó lại ưa tìm kiếm những cái cảnh ở bên ngoài, nó có cái thức ăn của nó. Cái thức ăn của nó là những cái cảnh vật ở bên ngoài. Nó luôn luôn đi tìm kiếm, đi tầm cầu những cái ngoại cảnh. Nó giống như là con nó giống như là mỗi một cái người nó tìm về một cái chú xứ của mình. Mỗi người, mỗi một loài có một cái chú xứ và luôn luôn đi tìm kiếm cái chú xứ của mình. Ví dụ như chim thì đi tìm kiếm cái chú xứ, tim thì nó tìm về rừng, về tổ. Cá thì nó tìm về sông, về biển. Con chồn, con chó thì nó tìm về nghĩa địa, tha ma. Người thì tìm về nhà, về quê hương của mình. Thì cái nhãn ý thị thiệt thân của mình nó đi tìm cái cảnh của nó. Đó, mắt thì nó phải đi tìm sắc, nó tìm cái cảnh sắc ở bên ngoài. Cho nên là bây giờ một cái cảnh nào đó mà nó chán rồi thì nó phải đi tìm một cái cảnh khác. Cho nên là người ta cứ phải đi đây đi đó, đi tìm cảnh này cảnh kia để nuôi dưỡng, để đấy là đi tìm cái thức ăn cho sắc. Nhưng mà hôm nay tôi đi du lịch, chuẩn bị đi chuyến đi du lịch để làm cái gì? Để làm cái gì không? Phải để đi ngắm cảnh. Thì đấy, đi ngắm cảnh là vậy đấy. Hay là đi vãng cảnh. Đi vãng cảnh thì đấy là đi tìm kiếm cái thức ăn cho mắt. Mắt nó đang đói cảnh. Rồi phải đi nghe cái này, nghe cái kia thì đấy là đi tìm thức ăn cho ta. Đi ngửi, đi kiếm mùi hay là đi kiếm thức ăn, là tìm kiếm cái thức ăn cho mũi, cho lưỡi. Tìm kiếm thức ăn cho thân, đó là những cái ngoại xứ, hay là các cái thức ăn yêu thích của các cái giác quan ở bên ngoài, của các cái giác quan ở bên trong ưa thích các cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Thì cái ngoại cảnh đấy nó cũng là sắc, mắt tai mũi lưỡi thân là sắc, mà sắc thanh hương vị xúc cũng là sắc. Đấy, vậy là sắc, đi tìm kiếm sắc. Màu là một cái đặc tính, nó tác động lên nhãn tịnh sắc. Và chức năng của màu là làm đối tượng cho nhãn thức. Thể hiện của màu là làm cho nhãn thức sinh khởi với nhân gần của màu là bốn đại trục. Thì ở trên cái sắc đấy nó cũng có màu. Màu này nó cũng là một cái đối tượng của cái nhãn tịnh sắc đấy. Còn âm thanh, âm thanh là cái đối tượng của nhĩ tịnh sắc. Chức năng của nó làm cho nhĩ tịnh sắc, chức năng của âm thanh là làm đối tượng cho nhĩ tịnh sắc.
thể hiện của âm thanh là làm cho nhĩ thức sinh khởi, và nhân cần của âm thanh cũng là bốn đại trục. Bây giờ tất cả mọi thứ cũng vậy, nếu mà không có bốn đại này nó tác động vào nhau thì nó sẽ không tạo ra âm thanh. Nhưng mà bất cứ ở đâu có âm thanh thì đấy cũng có bốn đại, ở đâu mà có màu thì đấy cũng có tứ đại. Tất cả những cái gì mà thuộc về màu sắc nó cũng là đất nước lửa gió, và tất cả những gì mà thuộc về âm thanh nó cũng là phải là dùng các cái vật chất để tác động vào nhau nó mới tạo ra âm thanh. Thì âm thanh ấy nó đập vào ý thức, nó đập vào tai thì nó làm cho cái ý thức nó sinh khởi, nó là đối tượng của ý thức. Thì mùi có đặc tính là tác động nên tỷ định sắc, chức năng của mùi là làm đối tượng cho tỷ thức, thể hiện của mùi là làm cho tỷ thức sinh khởi, và nhân cần của mùi là bốn đại trục, đất nước nội dọn. Vị có đặc tính là tác động nên thiệt định sắc, chức năng của vị là làm đối tượng cho thiệt thức sinh khởi, và thể hiện của vị là làm cho thiệt thức sinh khởi, và nhân gần của vị cũng là bốn đại trục. Đấy là những cái sắc cảnh. Còn năm cái sắc thần kinh kia là cái sắc căn, căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, và nó có năm cái cảnh ở bên ngoài, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, những cái cảnh đấy. Đây là những cái cảnh ở bên ngoài. Ngoài ra nữa thì nó còn có cái sắc tính. Sắc tính ví dụ như cái sắc ở trên con mắt chẳng hạn, nó có sắc tính. Thì trong tất cả các cái sắc ấy thì nó chia làm hai cái sắc giới tính, là giới tính nữ và giới tính nam. Thì cái sắc giới tính này thì cái sắc nữ tính thì nó chỉ có ở người nữ, chỉ có người nữ mới có sắc nữ tính, chứ người nữ không có sắc nam tính, mà người nam thì cũng không có sắc nữ tính. Nữ tính là chỉ có người nữ, mà nó thuộc về sắc mờ, có nguồn gốc do nghiệp sinh, có đầy đủ 10 yếu tố. Thì cái để mà sinh ra làm người nữ nó cũng là do cái nghiệp ở quá khứ. Cái nghiệp ở quá khứ là do cái người này có cái sự ưa thích đối với những cái gì nó thuộc về tính chất của phụ nữ. Cho nên là khi mà bắt đầu từ cái lúc tục sinh, từ cái lúc bắt đầu đi tái sinh ấy, thì cái sắc tục sinh này nó đã, cái sắc giới tính này nó đã sinh khởi rồi. Bắt đầu đi tái sinh này nó đã sinh ra một cái sắc trái tim, sắc do thân sinh, và cái sắc nữ tính. Thì cái sắc nữ tính này nó có một cái đặc tính, đó là nó có cái sự dịu dàng và mềm mại của người nữ. Cái chức năng của nó là chỉ là tướng trang của người nữ, thể hiện của nó là dáng điệu của người nữ, và nhân gần của nó là bốn đại trục. Thì cái sắc giới tính nữ này nó có ở trên con mắt, nó có ở tai, nó có ở mũi, nó có ở lưỡi, nó có ở thân, nó có ở dưới trái tim, dưới ý. Vậy thì trong cái con mắt của người nữ nó khác với mắt của người nam, cái tai người nữ nó khác với tai người nam, cái mũi, cái lưỡi và cái thân và cái ý của người nữ nó sẽ khác, nó sẽ khác với người nam. Như bây giờ mình bỏ hai cái cục mắt đây này, trên bàn tay mà đây, có ai phân biệt được đây là cái mắt của người nam, đây là mắt người nữ, có phân biệt không? Thì lúc đấy mình phải quan sát xem là nếu mà cái con mắt nào nó mềm mềm mại, nó dịu dàng thì đó là nắp cái con mắt của người nữ. Bây giờ mà cắt hai cái tai, một cái tai người nam, tai người nữ đưa cho người khác, đây phân biệt thì tai của người nam, người nữ có phân biệt không? Thì những cái sắc của người nam với người nữ thì nó khác như thế, là nó có cái sự mềm mại. Nhưng mà cái gì mà nó đã mình đã đục vào, mình cắt nó mất cái mạng căn của nó thì nó mất cái tính mềm mại luôn, nó mất cái giới tính luôn. Ví dụ trong cái thân thể của cái người sống thì nó có cái sắc giới tính nam, giới tính nữ, thì nó có cái tính mềm mại của người nam, mà có cái tính mạnh mẽ của người nữ. Nhưng bây giờ mang hai cái sắc chết đến thì trong đó nó còn cái sắc giới tính không? Ví dụ bây giờ đang là người nữ mà cái người nữ đấy bị chết, nó thành cái thây chết của người nữ rồi, thì nó còn cái sắc nữ tính không? Nó mất luôn. Thì cái trong cái thây chết là gì? Nó có cái sự mềm mại này, có cái sự dịu dàng nữa này. Thì đấy là cái tính chất này, cái tính chất của sắc. Cho nên là cái người nữ người ta sẽ thể hiện ra được cái sự mềm mại, cái sự dịu dàng của người nữ ấy. Người nữ từ cái đi, cái đứng, cái nói năng nó có một cái sự nhẹ nhàng, nó có cái mềm mại ở đây.
nó có cái sự dịu dàng đấy. Còn ở người nam thì nó có cái sự thô, có cái mạnh mẽ rồi đấy, là hai cái giới tính nó khác nhau. Nhưng mà bây giờ có cái người nữ nào mình thấy mà người ta cũng thô, người ta cũng chua chát, người ta cũng thô lỗ, người ta cũng đanh đá, người ta cũng mạnh mẽ, người ta cũng bạo ngược, thì cái người nữ ấy là người gì? Người đấy là người BD. Người ta có cái sắc, người ta có cái sắc giới tính nam ở trong người. Những cái người nữ mà có cái sắc giới tính nam ở trong người thì người ta nam tính, và người ta không có thích những cái gì mà người nữ thích đâu. Người ta thích những gì người nam thích, người ta thích cắt tóc ngắn, thích ăn mặc quần áo của đàn ông, rồi người ta lại thích đàn bà. Còn những người nam ấy mà có cái sắc nữ tính ấy, thì cái người nam đấy lại không có thích những cái gì của người nam bình thường. Người nam lại thích để tóc dài, thích bôi son, thích đánh phấn, thích mặc váy, lại thích đàn ông. Thì là cái sắc đấy nó thể hiện như vậy. Nam tính là sắc nam tính là chỉ người nam thuộc về sắc mờ, nó có nguồn gốc do nghiệp sinh và có đủ 10 yếu tố là đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất, sắc mạng căn và cái sắc nam tính. Sắc nam tính là cái sắc mạnh mẽ. Thế thì khi mà đã phân biệt được cái sắc như vậy rồi, đây là sắc nữ tính, đây là sắc nam tính, thì lúc đấy mình mới thấy được cái người nam với người nữ nó chỉ khác nhau ở mỗi cái tính chất, đó là cái sự mạnh mẽ và cái sự dịu dàng mềm mại. Thì một cái người nam ở kiếp này có thể trở thành người nữ ở kiếp sau, một cái người nữ cũng có thể trở thành người nam, khi nào mà cái tâm tục sinh mà nó đi kèm với cái nghiệp của cái mà sinh ra làm người nam thì nó có cái sắc giới tính nam, nghiệp sinh ra làm người nữ thì nó sẽ có cái sắc giới tính nữ. Vậy cho nên là bây giờ muốn thay đổi được cái sắc giới tính thì mình phải thay đổi được cái sự tạo nghiệp. Tức là một cái người mà bây giờ mình mà cái tâm lý của mình mà cứ ưa thích những cái sự dịu dàng mềm mại. Bây giờ mình đang cái người nào đang là người nam nhưng mình luôn luôn thể hiện ra cái sự dịu dàng mềm mại, tiếp theo lại trở thành người nữ. Cái người nữ nào mà cứ ưa thích cái sự thô tôi mạnh ấy, thì rồi nó cũng tạo thành cái nghiệp nên sinh trở thành người nam, ưa thích trở thành người nam. Cái người nam nào bây giờ mà cứ thích trang điểm, người nào thích làm những cái việc giống như người nữ thì người đấy sẽ rất dễ trở thành người nữ. Cái người nữ nào mình đang sinh trở thành người nữ rồi nhưng mà mình có thể thay đổi lại cái cách của mình, đó là mình trở nên mạnh mẽ lên một tí, nam tính lên một tí, thì cái người nữ đấy mình có thể chuyển được sắc dần dần đấy. Nó đến một cái lúc, một cái kiếp sau mình sẽ chuyển thành cái sắc nam. Thì cái đặc tính của nam tính là mạnh mẽ, chức năng của nó là chỉ là tướng trạng của người nam, thể hiện của nó là dáng điệu của người nam và nhân vật của nó là bốn đại trục, cũng là đất nước lửa gió. Nó có cái sắc nam tính và sắc nữ tính. Vậy đối với cái vật chất ở bên ngoài nó có sắc tính không? Sắc giới tính không? Có cái vật chất gì mà nó cây cối? Cây cối thì nó có cái cây này, người ta quy định cho là cái cây này là cây đực, cây cái không? Tất cả những cái vật chất ở bên ngoài thì nó không có cái sắc giới tính. Sắc giới tính nó chỉ có ở người, ở chư thiên, ở cái nàng súc sinh. Chứ các cái vị phạm thiên là không có cái sắc giới tính gì. Vậy phạm thiên là không có nam, không có nữ. Vì cái nhân để trở thành các vị phạm thiên đó là cái nhân hành thiền định, đắc được các cái trạng thái của tầng thiền. Thế thì cái trạng thái của tầng thiền ấy, nó không có cái sự nam hay nữ, nó không có các cái căn nam hay căn nữ. Thế nó là một cái sự dung hòa. Cho nên là khi sinh ra là một vị phạm thiên không có cái giới tính nam, không có giới tính nữ.
còn lại chúng sinh ở cõi dục giới đều có cái tính nam tính nữ. Phân biệt sắc mặt căn ấy, thì trong cái sự sống của những cái chúng sinh mà có sự sống ấy, là nó có cái mạng căn, mạng căn. Cái sắc này là cái sắc mà nó bảo vệ cái sự sống cho các cái sắc khác. Người có mạng căn và người còn sống, người nào không có sắc mạng căn là người chết. Thì cái sắc mạng căn này nó là điều kiện nhân duyên, nó được sinh ra do các điều kiện nhân duyên. Các cái sắc được sinh ra là do các điều kiện nhân duyên như tâm, thể, thiết, vật thực. Còn sắc mạng căn thì nó chỉ có ở trong các cái sắc do nghiệp sinh, mà nó chỉ tồn tại trong một cái thời gian rất ngắn, như là sinh ra, tiến triển, biến dị rồi hoại diệt. Sắc mạng căn thì nó có cái nhiệm vụ là nó duy trì cái thọ mạng của cái sắc do nghiệp sinh đó, từ lúc sinh ra đến lúc diệt đi. Thì khi nào mà cái nghiệp nó hết, cái nghiệp nó còn, thì cái sắc mạng căn này nó sẽ duy trì, nó duy trì cái mạng sống. Còn khi nào mà cái nghiệp nó hết thì là cái mạng căn nó hết, là lúc đấy là cái chúng sinh nó sẽ chết. Thì tất cả những sắc gì mà do nghiệp quá khứ mà nó sinh khởi thì nó mới có sắc mạng căn này. Còn những cái sắc gì mà nó sinh ra ở trong hiện tại này thì nó không có sắc mạng căn. Ví dụ như là những cái sắc gì do tâm sinh, do thời tiết sinh hay do vật thực sinh, thì những cái sắc này nó không có sắc mạng căn duy trì sự sống. Còn những cái sắc gì mà được sinh ra từ nghiệp quá khứ thì nó sẽ có cái sắc mạng căn để nó bảo vệ, để nó duy trì sự sống của các cái sắc đó. Như các cái sắc thần kinh, như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, như trái tim, thì nó có cái sắc mạng căn này. Để khi sắc nghiệp đó diệt thì sắc mạng căn cũng diệt. Thì cái đặc tính của cái sắc mạng căn này nó là duy trì thọ mạng của sắc khi nó hiện diện. Thì một cái sắc nào thì nó sinh ra một cái thì nó không diệt. Khi mà cái sắc do nghiệp sinh thì nó sinh ra một cái thì nó đi kèm cái sắc mạng căn này luôn. Từ lúc bắt đầu nó tục sinh, từ lúc bắt đầu tái tục vào trong bụng người mẹ, thì là bắt đầu có cái sắc trái tim, hay là cái sắc do thân sinh, hay là sắc giới tính. Thì trong ba cái sắc đấy nó đều có sắc mạng căn. Cho nên cái sắc mạng căn thì nó tùy theo từng người. Có người cái sắc mạng căn nó lớn, có người sắc mạng căn nó mạnh, có người sắc mạng căn nó yếu. Cái người nào sắc mạng căn nó mạnh thì cái người đấy sẽ có cái sức sống rất là mạnh. Cho nên là có người nói là cái mạng, tôi nói, có cái người nói là cái mạng của người đó rất là lớn, xét đánh không chết. Có những người mà xét đánh mấy lần không chết luôn. Người ta gặp bao nhiêu những cái nguy hiểm mà người ta cũng không chết. Thì đó là cái mạng lớn, do cái mạng của người ta lớn, do cái sắc mạng căn này nó mạnh mẽ, nó hỗ trợ được cho cái mạng sống của các cái sắc do nghiệp này. Có những cái người thì cái sắc mạng căn này nó yếu, hơi tí là chết, hơi trúng gió tí là chết, cảm cúm tí là chết, vấp ngã nhẹ nhàng cái đùng là chết. Thì cái đấy là do sắc mạng, cái mạng căn nó kém, cái sắc mạng căn nó yếu, cái sự bảo vệ nó yếu. Giống như bây giờ mình thuê một cái vệ sĩ bảo vệ, mình thuê được cái thằng vệ sĩ mà nó khỏe mạnh ấy, nó gặp mấy thằng cướp nó cũng đánh chết. Nhưng bây giờ mình lại thuê một đoàn vệ sĩ mà toàn những cái đứa nó yếu ớt ấy, gặp một thằng cướp nó đánh cho tơi bời rồi. Thì cái sắc mạng căn này nó bảo vệ, sắc mạng căn này mạnh mẽ thì nó sẽ bảo vệ được cái thọ mạng của mình. Mà cái sắc mạng căn này nó là sắc ở trong nghiệp quá khứ. Vậy cái người nào mà tạo được cái nghiệp mạnh thì người đó sẽ có cái sắc mạng căn mạnh, cái sắc mạng căn, cái nghiệp quá khứ mạnh. Ví dụ như cái người đó thường hay tạo những cái thiện nghiệp như là bố thí, hay là phục vụ, hay là giúp đỡ, hay là bảo vệ cái mạng sống của người khác, bảo vệ cái mạng sống của chúng sinh, hay là nhất là những người bây giờ mà hay đi làm những cái phước như là phóng sinh. Hay là mình thấy những cái người khác mà bắt nạt những cái người yếu thế thì mình có cái sự bảo vệ cho người khác, bảo vệ mạng sống của người khác. Cho đấy là những cái nghiệp, và khi nó trổ quả là mình sinh ra ở một cái kiếp này hoặc một cái kiếp sau, mình sẽ có một cái sắc mạng căn lớn, nó bảo vệ cái mạng sống của mình. Cái mạng sống của mình nó lớn rồi thì mình ở đâu mình cũng an nhiên tự tại, không có ai đe dọa, không có ai uy hiếp mình, không có ai truy lùng, không ai truy sát mình, không ai ám sát mình.
Còn cái mạng căn nó yếu thì mình ở đâu mình cũng thấy tính mạng nó cũng bị đe dọa, gặp luôn luôn có những cái sự nguy hiểm nó rình rập ở bên. Thế là cái sắc mạng căn nó bảo vệ sự sống của các cái sắc khác, nhiệm vụ của nó là làm cho cái sắc ấy nó sinh ra. Đấy, nhiệm vụ của sắc mạng căn là nó làm cho các cái sắc do nghiệp sinh ấy nó sinh ra, thể hiện của nó là cái sự tồn tại của sắc, và nhân gần của nó là đất nước người dọ bốn là chủng đấy. Đấy là thuộc về sắc mạng căn. Có 28 sắc, 28 sắc thì mới phân biệt được có mấy sắc thôi. Mắt tai mũi lưỡi thân là năm sắc thôi. Sắc mạng căn là sắc giới tính nam giới tính nữ, sắc mạng căn còn rất nhiều sắc nữa để buổi sau phân biệt tiếp, phân biệt nhiều để nó hiểu là cái sắc, cái sắc thân tứ đại này. Idame punyam asava padam vahamotu. Idame punyam nibbanasa pacayo hotu. Mama punya bhagam sabbasatanam pacemi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.